Con đi ra ngoài đi. Đây con cầm hình chị hai phải không? Dạ rồi em chào chị nha. Dạ vâng chị gái, cho em xin phép được hỏi chị tên là gì? Tên Nguyễn Thị Diệu. Chị đến từ đâu? Đến từ Tiền Giang, cái này Tiền Giang. Dạ, hôm nay chị từ Tiền Giang về tới Bình Dương nhờ đồng chí Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ, em có đứa con gái 19 tuổi rồi, nó bỏ đi nay là 10 tháng rồi. Dạ. Nhưng mà mới đầu đi thì có liên lạc về. Rồi cái hứa cũng đi làm vậy. Rồi cái hứa Tết về. Rồi bé có gọi, có nhờ bà chủ chuyển về cho 500 ngàn. 500 ngàn rồi, nhưng mà bé nó không có chỉ chỗ, tại vì không có cho bé đi xa, nó sợ. Hôm nay chị về đây nhờ được sĩ Nguyễn Hải giúp đỡ một việc, đó là tìm con đúng không ạ? Dạ đúng con rồi. Con gái nhà mình tên là gì? Tên Trần Thị Tuyết Mai. Trần Thị Tuyết Mai. Dạ. Bé năm nay 19 tuổi. Dạ. Chị có thể chia sẻ cái sự việc rõ ràng mà con gái nhà mình bỏ đi cụ thể ngày tháng năm nào? Dạ, nó đi ngày mùng 8 tháng 4, 2022. Ngày mùng mấy ạ? Mùng 8. Mùng 8 tháng mấy? Tháng 4. Tháng 4 năm 22. Và tới thời điểm hiện tại thì năm nay cũng đã là, đó là ngày Tây hay ngày Dương chị? Ngày Dương. Ngày âm ạ. Ngày âm thì cũng gần một năm trời rồi. Dạ. Hôm nay cũng đã là tháng 10 tháng 2 rồi. Tháng 2, bởi vì năm nay là năm nhuần, hay tháng 2. Dạ. Trong quá trình gần một năm trời qua thì con gái nhà mình có liên lạc về nhà không? Có liên lạc về. Liên lạc về lâu chưa ạ? Dạ, trước Tết. À, rồi bé có nói là bé chuyển cho 500 ngàn. Nhưng mà nhờ bà chủ, có làm cho bà chủ chuyển về giùm là 500. Làm đấy là làm công việc gì chị? Nói là công ty áo mưa mà công ty tư nhân á. Làm ở đâu? Không biết, bé không chỉ. Không biết hả? Dạ. Lần liên lạc đấy là lâu chưa? Dạ lâu rồi, lần đó là gần Tết rồi. Và bé có chuyển về 500 ngàn. Nhưng mà nhờ bà chủ mà hỏi bé ở chỗ nào bé không chỉ, nhưng mà bà chủ đó là biết tên là Nguyễn Thị Thu Thủy. Dạ. Gia đình chị được mấy người con? Dạ hai người con. Bé bỏ đi là bé lớn. Bé cả. Chị có thể chia sẻ cụ thể lại cái sự việc, cái lý do gì cái lúc ban đầu con gái nhà mình bỏ đi được? Bé muốn đi làm. Tức là trước lúc đi là có nói cho chị biết? Có nói đi làm, nhưng mà giờ đi làm xa. Đi theo với đứa bạn nữa, mà hỏi đứa bạn không cho địa chỉ. Không cho mình biết. Trước giờ tình trạng bé là lúc trước chưa bỏ đi là ở nhà có làm công việc gì không? Ở nhà chỉ với em thôi, chứ phụ làm gia đình, công việc trong gia đình vậy đó. Giờ em. Và lần này thì bỏ đi cũng đã xin phép chị rồi, và chị cũng đã đồng ý cho bé đi hay sao ạ? Không cho đi, bé tự trốn đi. Không cho đi nhưng mà trốn đi. Đi được khoảng bao lâu thì liên lạc về nhà? Chắc cũng tháng tuần là có bé có điện về. Nói mẹ ơi con đi làm. Và đó là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng hay sao ạ? Không, cũng lâu lâu bé mới điện. Điện xong cứ tới thời gian bé cũng nói là bé chuyển tiền cho. Thì bé chuyển tiền về cho gia đình. Dạ. Cụ thể bao nhiêu lần rồi chị? Có một lần một. Một lần duy nhất. Cái thời gian gần đây nè, những cái ngày tháng gần đây thì có liên lạc về nhà không? Không có. Gia đình nhà mình có liên lạc kết nối với bé không? Không được luôn, bé bỏ số hết rồi. Bỏ số hết à. Và cái tâm nguyện của chị hôm nay là về đây như anh em hiệp sĩ của Thanh Hải, đó là tìm con gái mình. Dạ. Hiện tại chưa biết được con nhà mình ở đâu, làm gì, có được khỏe không? Dạ. Gia đình nhà mình rất là lo lắng và hoang mang đúng không ạ? Dạ. Con nhà mình cũng ngoan. Dạ cũng được, mình để bé ít nói chuyện lắm. Ít nói chuyện. Những cuộc gọi mà chị hay gọi đó là gọi vào số điện thoại hay là Zalo, Facebook? Rồi số điện thoại á. Nhưng mà thời gian bé cũng bỏ số, bé mua số khác. Số khác điện về cũng điện thường lắm, cũng nhắn tin nữa. Rồi sao tự nhiên bé bỏ số luôn? Bỏ số gọi là bây giờ là gia đình mình không có một cái loại gì để mà liên lạc kết nối được với con gái. Nhưng bản thân chị rất là hoang mang và lo lắng. Chị làm công việc gì? Dạ đi bán vé số. Bán vé số à? Ông xã chị đâu mà hôm nay không cùng chị về đây? Dạ ông xã đi làm. Đi làm xã lâu lâu mới về. Vậy là hôm nay là chị và cùng với con trai từ Tiền Giang lên tới Bình Dương. Dạ. Chị đi lúc mấy giờ? Dạ đi hồi 5 giờ rưỡi sáng. Mình đi xe máy hay là mình bắt xe? Dạ đi xe máy. Xe máy hai mẹ con đi hả? Dạ nhờ người em ghế chở đi.
Trong suốt quá trình 10 tháng qua thì gia đình nhà mình có đi tìm kiếm được ở đâu chưa? Dạ không có biết tin tức gì hết. Có lên chị hai nó ở Thủ Đức ấy, nhưng mà cũng đâu biết đường đâu tìm. Không có biết đường nào, đường đi nước bước nào để mình đi tìm. Dạ. Thật sự thì cái tin tức thời gian gần đây thì bị cô âm tín. Chị khi đã lên tới nhờ được chị Nguyễn Thanh Hải rồi thì được chị Nguyễn Thanh Hải sẽ cố gắng hết sức để mà tìm thông tin manh mối kết nối với lại con gái nhà mình. Thì rất mong là chị cũng cố gắng yên tâm, chị về đây thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ sẽ hoàn toàn miễn phí chị nha. Chị có điều nào chị muốn nhắn gửi tới người con gái của chị không? Em chỉ mong là ví dụ con ở đâu thì liên lạc về cho mẹ, con muốn mận ở đâu thì con làm, nhưng mà phải cho mẹ biết con mạnh khỏe, con mới điện về cho mẹ biết. Chia sẻ tiếp đó. Chung là nhớ con lắm mà không biết tìm con ở đâu hết. Nhớ lắm đúng không? Không có cha mẹ nào là không cha mẹ thương con hết. Mà con cái thật sự thì chưa hiểu được cái lòng của cha mẹ. Không biết được những tháng ngày qua con gái nhà mình ở bên ngoài như thế nào, công việc ra sao. Bởi vì tuổi đời của con gái nhà mình còn rất nhỏ, mặc dù em đã đủ tuổi trưởng thành, nhưng suy nghĩ của em và hiểu biết của em về vấn đề về xã hội chưa được mấy. Mà thực tế thì bên ngoài xã hội rất nhiều cạm bẫy chờ sẵn và nhiều cám dỗ, sợ rằng con gái nhà mình bị dụ dỗ làm công việc phạm pháp luật không tốt, đúng không? Nên bản thân chị rất là hoang mang lo lắng. Suốt gần một năm trời qua, gia đình có bao giờ được vui vẻ hạnh phúc không? Từ ngày con đi không có tiếng cười trong nhà ha. Mà rồi mỗi lần đi bán vé số về là chị có đi tìm kiếm đâu nữa không? Biết đi đâu mà tìm bây giờ? Tại vì lúc con điện về nó có nói là đi làm thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh. Chính xác cái giọng đấy là giọng của con. Chính xác. Con chỉ nói là đi làm ở thành phố nhưng mà không biết được cụ thể là làm công việc gì. Ừ, con gái có nói là làm bên hãng áo mưa. Hãng áo mưa. Nói là bà chủ là cho ở tại chỗ. Bà chủ tên là Nguyễn Thị Thu Thủy. Không có nói địa chỉ cụ thể. Không. Bà chủ có chuyển tiền qua app. Chuyển tiền về một lần 500 ngàn đúng không? Chị có hy vọng rằng con gái mình đang làm công việc cụ thể ở đây. Hy vọng, rất hy vọng luôn. Và không hy vọng rằng con gái nhà mình sẽ bị cám dỗ làm một công việc khác ha. Chị còn điều nào chị cũng chia sẻ với con gái của mình không? Dạ, chị mong là Mai ơi, con đang ở đâu? Con liên lạc về với mẹ đi. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ không có bắt con về. Miễn sao mẹ biết con mặn yên cho ổn là được rồi. Mà mẹ ở nhà có em bệnh, mẹ đâu đi kiếp con được. Em nhớ con lắm. Con điện về liên lạc với mẹ đi. Mẹ không trông con về, nhưng mà mẹ trông con điện thoại cho mẹ biết. Nhờ con có quen ai đi nữa mẹ cũng la rầy gì con hết đâu. Yến sao con điện cho mẹ biết là con mình giỏi là được rồi. Một lần nữa chị đọc to và lớn họ tên con gái nhà mình. Dạ, con gái là tên Trần Thị Tuyết Mai. Trần Thị Tuyết Mai. Dạ, sinh năm 2004. 2004 là 19 tuổi. Dạ. Bà con, cô bác, quý vị, cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng nếu có thấy bé Mai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để giúp cho bé sớm quay trở về nhà đoàn tụ với lại gia đình. Thì câu chuyện người mẹ từ Tiền Giang lên tới Bình Dương tìm con thì chia sẻ vừa rồi, quý cô chú anh chị cũng đã hiểu một phần nào của câu chuyện. Thì em rất mong rằng tất cả quý cô chú anh chị khi mà xem video này hãy cùng chung tay đồng hành góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội để giúp cho bé sớm quay trở về nhà một ngày gần nhất. Và em cũng chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước suốt thời gian qua đã luôn cùng đồng hành chung tay góp sức với đội sĩ Nguyễn Thanh Hải. Em cảm ơn rất là nhiều.
Giờ rồi thì cái vụ việc của chị thì đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình đăng hình, đăng video này lên khắp các trang mạng xã hội, cũng như là lên đường tìm kiếm mọi nẻo đường ở khu vực phía Nam để hy vọng rằng giúp con gái nhà mình quay trở về nhà gần nhất chị nha. Thì em mong chị trong cái thời gian này thì cũng hết sức bình tĩnh, cố gắng ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục công việc mưu sinh, đi bán vé số để còn lo cho bé trai bé út nữa chị nha. Rồi thì em cũng xin phép chào chị nha.